trời, mới vô chạy sung dữ ha. Chạy lia lịa luôn. Yuri à, Yuri, con vô coi nè. Con bên này thì đang chăm sóc con nè các bạn. Con bên kia thì đang tập thể dục. Nó quậy nó phá ghê chưa. Con để điện thoại ngang lại con chụp mấy con. Con để điện thoại ngang giống gì nè. Con để đứng. Trời ơi con này nè. Nó đang quậy nè. Chụp gần quá nó nhòa đó con. Cái đứa bên kia nó vẫn miệt mài tập thể dục. Ok. Quay đi. Cái gì vậy? Trời con này đang nó đang làm gì ta? Nó quậy phá gì trong này. Trời ơi, tôi quay mỏi tay rồi, nó không biết nó chạy nó có mỏi không á. Dành cả buổi sáng quay hai cái đứa này tập thể dục hết chứ. Ủa sao không rủ con kia chạy cho nó vui. Thôi chạy đâu mà chạy dữ vậy trời. Chạy không biết mệt luôn á. Cầm nó quay mỏi tay luôn mà nó không biết mệt luôn á. Ủa, mỏi rồi ha, nghỉ chạy rồi ha. Trèo đi, trèo leo đi. Đó, hết chạy rồi đã thì giờ tới trèo ha. Ừ, trèo đi, trèo leo ra ngoài đi. Quá phát thấy ớn không cỡ kìa, cỡ kìa. Trèo đi đâu, trèo đi đâu. Đó, giờ tới ăn. Phá đi, bươi, bươi. Hết sức nói không? Đó, bươi, bươi, bươi đi. Bươi đi, kiếm gì đó, kiếm cái con kia ha, rủ con kia chạy đi. Rồi ảnh à, đó, đừng nó leo lên chạy nữa nha. Hả? Chạy nữa hả? Đó, chạy đi, ừ, chạy nữa đi. Dễ sợ chưa, ngứa tay, ngứa chân thôi kìa. Thôi kìa. Ờ, đất ơi. Rồi, chạy nữa, ừ, chạy nữa đi. Bó tay luôn. Chạy cho đã, giờ mệt uống nước ha. Uống dữ gì con? Thôi con nó uống dữ kìa. Con bên đây sung dữ ha. Con bên đây là con vợ, con bên kia là con chồng. Bên đây. Thôi nãy giờ mình quên chứ mình dở nắp nó mình đi nãy giờ nó không trèo ra hên quá. Con nó nằm ở dưới này đó. Yeah. Khi mệt rồi ha. Khi chạy nãy giờ ha. Có nửa tiếng nữa. Trời, bây giờ xuống nó dữ dữ quậy quậy rồi ha. Uống nước đi.
Khát nước chưa? Quậy đã thì giờ khát nước chưa? Cái này là quậy nhất nhà. Đó. Ủi hết đồ ăn đi đây.